gì và các bạn, những cánh đồng lúa đông xuân vừa thu hoạch xong còn chơi rốc rạ cộng với cái nắng tháng 3 đã tạo nên một sân chơi vô cùng lý tưởng cho người dân cũng như trẻ nhỏ ở miền Tây với bộ môn thả diều cũng như là đá bóng. Ruộng thì mùa hè thì nó khô, thấy lý tưởng cho các bé nó thả diều. Chiều con em nó đi học về nè, rồi cho các bé ra chơi cho nó có thơ thơ. Người ta đá bóng nữa, rồi nên đi đất thì nó bằng hết rồi. Cho bé nó chơi, nó chạy, cũng nhảy, cũng không sợ té, để chạy chân. Khu thành phố thì có nhà, cửa, xe cộ, rồi điện đốt thì nhiều quá, không có an toàn gì mấy. Còn mình thả ngoài đồng ruộng thì nó trống thoải mái hơn, an toàn hơn. Con cái thì cho dắt ra gì đó, chiều chiều dắt ra thả cho chạy vòng vòng chơi cho biết đồng ruộng vậy đó.